ví cầm tay, một món phụ kiện đa di năng có thể biến hóa linh hoạt trong các bữa tiệc sang trọng hay trong phong cách công sở đời thường hàng ngày. Từ Villegas, các chị có thể tìm được đa dạng mẫu mã với đầy đủ màu sắc và cá tính khác nhau. Toàn bộ sản phẩm đều được làm 100% với chất liệu da bò thật, da bò lớp 1. Và đầu tiên phải kể đến chính là cầu vồng, một sản phẩm mà Villegas vừa mới lên kệ với đa dạng 12 màu sắc. Với thiết kế nhỏ, gọn, mỏng, nhẹ, cầu vồng được thiết kế đảm bảo 3 ngăn đủ để ôm trọn những vật bất ly thân của các chị. Nếu các chị đang tìm một chiếc ví với độ cảm êm mềm thì Lunar sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Với chất liệu da bò thật lớp 1 óng dẻo, Lunar ăn điểm với độ cảm êm mềm sâu sắc trong từng cú chạm. Lunar có kích thước lớn hơn so với cầu vồng khoảng 4cm. Được bổ sung thêm 2 khoan đê, các chị có thể biến hóa lắp thêm xích để cầm tay, đeo vai hoặc đeo chéo. New Fit, một chiếc túi đã quá quen thuộc với khách hàng của Villegas. Tính đến thời điểm hiện tại thì New Fit đang là một chiếc túi có nhiều công năng nhất. Các chị có thể cầm tay, có thể đeo vai, đeo chéo hoặc biến tấu bạn ý thành một chiếc ví lớn. New Fit đang là một chiếc túi có mức giá mềm mại nhất tại Villegas, chỉ từ 941.000. Ngoài ra, Villegas vẫn còn rất nhiều những mẫu sản phẩm ví cầm tay như robot, lip. Nếu cần hỗ trợ tư vấn và đặt hàng, các chị hãy comment dưới bài viết này.